anh mà làm rớt chuỗi lên kim của em là em RP kênh ạ. Thế bây giờ ví dụ là mình giúp nó lên kim cương thì nó sẽ cho mình cái gì? Đấy, donate à? Sao không lấy điểm tăng máu? Tại vì các bạn nhiều máu quá rồi, các bạn lấy giáp để kháng phép hiểu không? Vì đây là không phải là build tank, đây là build đam, nên là giáp phải kháng phép nó quan trọng hơn là 3,5% máu. Em bắn ngay anh cái thẻ 2 lít ok chưa? Ok luôn. Thế thì lại phải có động lực để gánh rồi các bạn ạ. Cậu đang không hiểu con Sion mid trừng phạt làm gì á. Nói chung cái lối chơi này là một lối chơi của ông đại cao thủ bên châu Âu. Đó. Từ các bạn chơi Sion theo kiểu gần gần giống như fit to win, là bạn không quá quan tâm đến số mạng chết mà các bạn quan tâm đến chỉ số lính và các bạn lên sát lực. Xong các bạn một quy một trừng phạt ăn hết bãi chim của đối phương. Đó, với cả các bạn kiểm soát cua nếu có và tăng tối đa cái chỉ số farm. Đấy. Và đi đẩy lẻ lấy tăng tốc pha để có quay. Sau đấy thì các bạn có sát thương nhá, các bạn ăn quái rừng các bạn có máu nhá, xong các bạn lên cái đẩy lẻ là cái bộ tiến công ấy, các bạn có giáp với kháng phép khi đẩy lẻ nữa thì cái chỉ số của các bạn nó sẽ cực kỳ kinh luôn. Tí nữa cuối trận các bạn sẽ thấy. Thì đây là một cái lối chơi khá là dị nhưng mà nó có những cái hiệu quả nhất định và giải trí phết. Các bạn cùng xem này. Cái gì? 3,5% của nội tại W nhiều với cái tàn phá đam to hơn nữa. Các bạn lại cần phải tôi tính ra cho các bạn à. Cái tàn phá hủy diệt này cộng với 35% máu tối đa, có nghĩa là các bạn thêm 3,5% máu tối đa thì các bạn sẽ được thêm 1% khoảng hơn 1% sát thương của cái tàn phá hủy diệt. Á có đâu, nhiều không? Không. 1%. Wow. Có nhiều không? Không hề. Nếu mà các bạn tính đến nội tại lá chắn này nhá, cộng với cả 10% máu tối đa của các bạn tăng được 3,5% thì 3,5% của 10% là 0,35%. Nhiều không? Không hề. Ok chưa? Bạn nó rỉa mình nhưng mà khả năng đẩy lính của mình tốt hơn. Nên là thật sự thì cái áp lực nó rỉa mình nó không nhiều. Đấy, thế là mất cả tốc biến là thiêu đốt rồi. Mình chả vấn đề gì, ok. Có bãi chim không ý nhỉ? Có bãi chim đầu tiên đây rồi. Phần cho nó một con chim nhỏ đi. À không không không, không nên phần, mình ăn đi. Hello. Ra đây ông, ra đây đánh nhau, vấn đề gì đâu. Đấy, ông ăn đi, hợp lý chưa? Về tôi farm thôi. Cả tí nữa mình ăn ấy, cho nên là tôi nghĩ lại thì tôi thấy là không nên phần. Ví dụ là mình không ăn nữa ấy, thì thường thường các bạn phần lại là đúng. Hoặc là có mặt nó ở đấy cho nó mất thời gian dọn ấy. Phát đấy hơi sai, phát đấy không nên phần. Ok, chúc mừng. Congratulations, bạn đã giết được tới thêm một mạng. Vẫn farm được gần hết đợt lính. Xong rồi lại ra tiếp. Có gì đâu. Thế là bạn lại chết một mạng à? Buồn vậy. À, lúc nào Ari cũng trong tình trạng hết mana bởi vì nó cố gắng rỉa tôi ấy. Nhưng mà cái lượng kinh nghiệm nó hít được nó ít lắm. Xong cái áp lực tôi đẩy liên tục vào trụ mà. Còn cái trụ của tôi thì gần như là đầy máu nguyên à. Lại ra canh tiếp đánh không? Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ta đánh ông này. Ok, kia đánh tiếp không? Đánh đi Ali không cần farm, ok. Ra thôi, nhìn này, nó thua con Kha'Zix đến chục lính rồi. Đấy, đấy là cái tác dụng của các bạn ấy. Các bạn kiểu tôi cứ khó chịu đây. Ông khó chịu không? Em vào ăn trụ thôi, nó hết mana rồi, có tác dụng gì đâu. Xong bây giờ có bãi chim này, à nhà nó vào cả bên mình à, nhưng mà từ từ á. Các ông có thể chờ tôi một xíu không? Cho tôi ăn nhanh cái bãi chim này cái. Ok. Thế lại mất thêm bãi chim nữa à? Khó chịu thực sự. Ây à, nó tốc biến đường khác à?
Ari đi đường này nhưng Ari không có mana. Đấy, giết đi không? Đó, giết đi. Không ăn mạng nào ạ. Ý à, tôi ăn được mạng đấy, tôi nhường cho nó mà. Đấy, lại nhường tiếp này. Có vẻ mình nhường hơi nhiều nhỉ. Đấy, ăn đi không? Không ăn được luôn hả? Ôi ôi, xét xuống luôn à, ok. Không sao, tôi cố không để mạng tôi reset tiền, nhưng mà tại vì trận này bọn nó nhắm đến tôi khá là nhiều. Để tạm thời qua ăn bãi chi bên mình thì tại Classic không ở đây. Đây, bãi chim lần thứ N. Cắm mắt cái. Muộn rồi bạn. Có mạng thứ bạn có ăn không? 100 đồng. Nếu phi hổ qua luôn này, ok. Giết đông, giết đông, giết đi, giết đi, giết đi, giết đi, đúng không? Ừ, không cho cơ cay ổng. Có threat thì thôi, tôi không chết cũng được mà. Kiểu các bạn chết nếu muốn. Chết có ích, không chết, không chết thì thôi. Lại ở lại đẩy tiếp. Kiểu khi mà lúc nào đối phương cũng dùng phi hồ và các bạn là các bạn đã thành công rồi. Đây, tôi cấp 9 trong khi thằng kia chỉ cấp 8 rồi. Thẻ mạng ở đây, vào đây bán này. Cái cay cay cay. Tranh thủ vào lấy cái trụ, một lớp tiền trụ ấy. Ok, té. Rồi lại pháp tiếp cũng được, bọn nó cũng chả làm gì. Kiểu người ta đang cố gắng đánh nhau vô nghĩa ấy, còn tôi luôn luôn gia tăng cái chỉ số của tôi lên ấy. Đấy là cái logic của lối chơi này. Hey, ví dụ khá thích chết các bạn vẫn có thể ăn bãi chim. Không vấn đề gì. Vì khá thích nó vẫn còn nhiều tài nguyên rừng nó ăn được ở dưới à. Sao bạn hồi máu bạn lại ra các bạn đẩy tiếp. Đấy 117 lính rồi. Bằng thời gian rồi mặc dù tôi chết 3 mạng. Kiểu nếu mà đồng đội cần giúp thì tôi giúp, còn nếu không thì thôi. Nó đang muốn giết mình hay gì. Ok. Cay không? Cay không? Cay không? Cay không? Cay không? Một thằng không ba. Tôi chết. Có cay không? Cay thì làm gì? Đây tôi tê lên top đây, tôi farm nhó. Nói chung là kiểu chơi này nó khúc não lắm. Đấy, thế cái trụ mid đã bị đục luôn này. Xong tôi đục cũng xong trụ top luôn cho mà xem. Nói chung là tôi nghĩ là con cần ban cho cái chiến thuật này là Lee Sin. Để Lee Sin nó mạnh quá. Đoạn đầu á, nó gặp các bạn nó đấm chết các bạn luôn à. Chứ nó không cho các bạn kiểu cắn cắn rồi farm farm đâu. Mà Lee Sin nó cũng chả cần farm nữa. Đi đánh nhau thôi. Rồi, thế là cái trụ này thuộc về bên mình rồi. Cái gì có set nó không dám đánh nhau với tôi cơ. Bởi vì tôi cấp 12 này. Nó cũng bản thân nó cũng biết là nó yếu hơn mà. Đấy, thế là xong bãi cóc. Thêm bãi sói. Ông ăn thì ông cứ ăn đi, xong tôi chạy ra có gì đâu. Đấy, xong thời gian sứ giả. Farm bằng thời gian rồi. Đấy, lấy sứ giả cho team nó đây, cho các bạn ông cầm sứ giả luôn. Ông thích làm gì ông làm.
À, tôi cầm chú giả đẩy lẻ cũng được, nhưng mà thật ra tôi đã khỏe lắm rồi. Tôi đi lẻ đã thừa sức phá trụ rồi. Đấy, 17 phút, 173 lính. Và các bạn có món đồ thứ hai. Kiểu cái chiến thuật này nó khó chịu lắm. Tất nhiên là không phải là tỷ lệ thắng 100% thôi, nhưng mà nó gây khó chịu cho giường đối phương ấy. Xong rồi nó tốn tài nguyên của đối phương cực. Mặc dù nhìn KDA của nó này, nhìn chỉ số lính của tôi và nó này. Đó. Và cả về cấp độ nữa. Đấy, mình lại đẩy tiếp thôi. Một phát nửa bình vào trụ. Lại kéo lên đây à. Tôi không thích chết cơ. Vấn đề là tôi không thích chết cơ. Công làm gì tôi. Kiểu bốn thằng lên ạ. Mặc dù tôi có thể chết, nhưng mà tôi biết là bọn nó sẽ cản không cho tôi ăn trụ các bạn. Tôi không chết nữa này. Làm sao bây giờ tôi lại chết này. Sướng không, sướng không, sướng không? Thấy không? Vẫn phá được cái trụ luôn. Lại đi Ali lại ra đây à. Hello. Ừ, mất con xe cày đấy. À, hello, hello. Hi. Thật ra thì tôi có thể đánh được chết hàng này mà. Thẳng luôn, Ari yếu xỉu à. À, cho bọn nó ăn. Ôi, bắt tôi à, căng hé. Ấy à, căng hé. Ôi, căng hé. Con mình còn không chết được không? Ôi ơi, vẫn không chết. Cái không? Hay không? Nè, lại ăn được thêm một trụ nữa. Ăn được thêm con rồng. Cái chua. Ai chà, tên Lê combat đi ông. Hãy cứ để tôi làm việc của mình. Câu dẫn. Ăn xét nó trả ra combat được cơ. Ờ thì thôi, mình lại ra combat. Nào. Ôi, không ăn mạng. Ấy, vỡ mực không? Rồi. Ôi bộ. Ôi, phê. À, 326 đam. Tôi còn nhiều đam hơn EZ. Tôi khá chắc luôn các bạn. EZ nó đâu nhỉ? Đây nhá, con EZ 301 đam. 326 sát thương cộng với cả 3500 máu. Đúng má. Ung thư học thật sự. Và các bạn cứ đứng ở trong nhà của đối phương. À hello. Hello there. Làm gì nữa nào. Đấy, lại quay lại. Khó chịu không. Đáng buồn cho các bạn. Nhà đã không còn nữa rồi. Combat thắng thì tôi hy vọng bọn nó combat thắng nhá. Sau nó về thấy nhà nó không còn nữa, nó mới buồn cơ. Đù thương thế. Chán chả thể về đẹp nữa à. Ơ tôi hỉ bắt một đòn đánh à. Bắt vào cạch cạch cạch. Đây các bạn xem sát thương này. Đấy, sát thương của tôi vẫn ổn nhá. À, sát thương lên trụ của tôi thì